tháo nè. Dũa gì mà đã rứa. Đó, anh chị em thấy không? Đó. Vô 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 vô. Đó, cái dũa nè. Anh chị em thấy dũa không? Quá đã luôn. Dũa này mà dũa đếp với lại bột là hết sảy luôn nha. Đó. Bác siêu nha, bác siêu nha. Chị em thấy không? Thấy rõ không? Xin xin, vậy thấy rõ hơn nè. Trời, em bé gì đâu mà, khách gì đâu mà nó đẹp, mà nó dễ thương. Right. Right, hơn đi. Nó ăn kẹo rồi. Ăn kẹo mút. Giờ mình bào ha. Dũa này không biết em dũa biết bao nhiêu bộ rồi nha anh chị nha. Không tin thì cho xem model đi. Hai model. Thứ hai. Đó, để chưa. My model. Chị chị. Nè, mút rồi. Giờ mình sẽ đào ha. Anh chị em nhớ là cái dũa này bật lớn lên ha. Đây anh chị em thấy không, em bào mà nó không có cảm giác nha, không nóng nha. Rất là lẹ ha. Nếu mà cái này mà dũa cho dip đó, đó. Nếu mà cái này dũa cho dip đó, bào chỉ vài phát thôi. Xong rồi mình bỏ vô ráp ha. Mình ráp thì nó không có bị khô tay khách nhiều và nó không có làm cho khách nó bị lạnh ha. Mình bỏ cho ráp xong rồi mình lấy cái bông gòn mình chùi đó, thì cái này là rất là lẹ. Nửa nè như ngọc. Nửa hả? Trời, ông nào bình vô, ông bình vô, ông bình vô. biết ngay không còn câu nào khác. Anh Bình ơi, bé này dễ thương lắm Bình ơi. Trời ơi, nó đẹp dữ. Đẹp lắm nha. Anh chị em thấy không? Bào nè. Bào gì mà bào đã. Nhanh dễ sợ nhanh luôn á. Đó. Anh Bình bên đó hết rồi, supply cho anh Bình. Anh cho anh gửi qua cho ổng, ít ổng bán đi chứ. Ổng rảnh quá rồi. Chắc bán hết rồi, rảnh quá hay gì vậy ta ơi. Đó, anh chị em thấy không? Rất là mỏng ha. Đây. Nó rất là mỏng nè ha. Đó, còn một chút này thì anh chị dũa luôn. Xong á, xí nữa em sẽ lấy cái dũa này để dũa lại mịn một chút ha. Đó, lấy cái dũa này dũa mịn một chút nè. Đó, ok. Missy, mấy model. Anh đâu có thèm order đâu. Nhớ nha, không order là không có tiền nữa. Hello, tôi là Nhân. Cái đầu dũa này anh chị em order ở trên website Notpolish nha. Chị em thấy không? Đầu quá nhanh luôn á. Rất là nhanh ha. You like the same shape, honey? Mm-hmm. Maybe a little punchier than they are right now. Little bit pointy? A little bit. Little bit, okay. I had you very, very pointy. not as pointy as Bree's nails. They're too pointy. Not the same Jacqueline, huh? Yeah. Is it Halloween? Well, now it's Halloween. My Halloween is over. Ok, anh chị em thấy không? Rất là lẹ ha. Bào nè, thứ nhất á, cái đầu dũa này á, nó sẽ không có giật lại nha. Cái đầu dũa này nó không có giật lại tay khách, nó không có bị quay vòng vòng á. Mình bào xuống nhẹ nhẹ vậy nè, thấy không? Đó. Cái dũa này em xài cũng lâu lắm rồi. Em cho nó không cho cây khác. Thấy cũng hơi lục rồi đó, nhưng mà chưa thấy
ý là live stream khoe giũa mới rồi thấy nó lục lục cũng phải gửi qua cây chứ. Mình chửi nè nha, bắt đầu mình đang chửi đó, mình đang chửi nè, lộ diện em cho. Like mà thấy lục vậy mà còn không biết gửi cái khác nữa thiệt á. Đó. Đó anh chị em thấy không, thì cái này ha, cái này xong rồi đó gì, mình sẽ lấy cái cục này là nó nhẹ hơn nha. Cái gì xảy ra vậy? Ok, cái này là nó mịn hơn nha, nó không có làm cho khách, nó cái này nó đỡ nóng mà nó làm mịn hơn nữa, nó không có bị sừng lại ha, nó không có bị khựng lại đó. Anh chị em nào mà mới làm hoặc là làm deep nhiều đó, anh chị em nên mua cái cục này để về thử ha. Đó. Ồ, cái gì chưa cái gì hết mà sao xong được, chắc cho nó đi thôi, chắc không có làm được. Cho nó đi mai nó vô. Đó, anh chị em nhìn nè, vỗ cái này ha. Đó, anh vỗ xuống nè. Đó. Anh chị em thấy không? Xuống gần hết rồi nè. Đó. Anh chị em thấy không? Mình vỗ cái này á, nhớ là phải order 2 cây nha. Ví dụ như làm cho khách mình á mà không có bị nóng tay hay đau cái tay khách đó thì khách nó càng khoái nữa không? Nhẹ nhàng thôi. Mình làm cái gì mình kiếm cái đường cho nó nhanh gọn lẹ và nhẹ nhàng ha. Đó. Thì em thấy không? Rất là mỏng ha. Đó. Cái vũ mình nóng quá. Thôi vũ mua ở đâu vậy anh? Sao không có ai hỏi hết mà cái anh kia hỏi đã không muốn bán cái ảnh là mà ảnh cứ hỏi hoài. Không có bán cho anh Tròn đâu nha. Chuyện gì xảy ra nói tôi biết chứ. Đi xi. Thôi đừng nói cho Bảo biết. Đó, mình sẽ bật mạnh lên. Cái này nó hở ha. Đó. Cái này nó bị líp nè. Đó, anh chị em thấy không? Mình sẽ dũa cho nó ra nè. Đó. Líp nè. Chị em thấy không, em vũa nó xuống tới sát luôn mà nó không bị nóng nè. Đó. Công, sao anh Bình, sao? Hello Trịnh Thảo Vi nha. Phải Trịnh không? Đúng rồi, Trịnh Thảo Vi. Hello nha, chào nha. Thấy không, chỉ có phụ nữ đẹp mình mới chào thôi. Còn mà ai xấu hơn mình, giống như anh Bình, em đâu thèm chào. Anh Bình. À. Cho anh bị công. Cho anh bị công. Đó. Chị em thấy không, cái đầu giũa này ha, nó mịn lắm, nó không có làm cho khách, nó rất là đỡ nóng tay khách ha. Trời ơi, anh chị nào đang coi lên tiếng đi. Ừ, lên tiếng. Chào em cái đi, để em chào lại nè. Cho em vui cái đi. Hello. Đó, mình sẽ vũ nó mỏng xuống ha. Cho anh chị em thấy không? Rất là mỏng. See. Mà nó không có nóng tay khách ha. Anh chị em nhìn kỹ không? Nó không có nóng tay khách. Đó là những gì em muốn chia sẻ cho anh chị ha. Những cái gì mà làm những cái gì mà cho nó đừng có làm nóng tay khách đồ đó, những cái đó mình làm nhẹ nhàng mà không bị đau tay khách thì khách nó sẽ quay lại với mình ha. Đồ rất là tốt, anh chị cứ thử mua dùng thử ha. Chị em thấy không, nó em vũa sát vậy nè, làm thấy mỏng không, quá trời mỏng nhưng mà không nóng ha. Có luôn hả anh Bình?
Nước đậm vậy ta. À, em không có cong rồi nha, chon chon này thẳng rồi nha, không có cong rồi nha. Đó, anh chị em nha, nhớ nha, cho 5 phút quảng cáo nha. Đầu dũa này là mới ra của Not Toilet, cái đầu dũa xanh đó nha, cái này thì ra lâu rồi. Cái này thì ra lâu rồi, còn đầu dũa xanh đó thì mới thôi, chứ chưa có lâu đâu. Đó, anh chị em nào order thì có thể lên website ha, Not Toilet, để order đầu dũa nha. Đó. Còn muốn mà chị nào mà muốn mà được chai tiếp thị thì cứ inbox cho em hoặc là anh John nha. Not Toilet có hai người đẹp trai nhất à. Bảo không thích điều này. Ủa chưa có bán hả? Đúng gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy anh John? Thấy bữa bán quá trời mà. Sao? Đóng quê. Mấy cái này hở ha. Mình vỗ banh xuống luôn. Cái này chắc mình tháo ra luôn. Cái ngón này ha. Mình sẽ tháo ra luôn nha. Ngón này nó bị mẻ và gãy tùm lum. Đó, anh chị em thấy không? Vỗ vậy mà không nóng ha. Ok. Đừng có vỗ xuống quá nha anh chị em nha. Thấy mà dừa nó vừa mất màu thôi là vừa được rồi. Chứ đừng có vũ quá nó xuống bóng thiệt. Thì nó bị giống như là làm xuống bóng thiệt đó. Thì nó sẽ bị đau. Chứ ai nói mà đầu vũ nào mà không nóng đâu. Đầu vũ nào cũng nóng hết nha bà con. Nhưng mà nóng nhiều hay nóng ít thôi. Đó. Thì bởi vậy nó mới nói là đàn ông ai cũng mê gái hết mà người mê nhiều người mê ít thôi nha. Đó. Đúng không cho anh? Thằng Bảo Bảo để đâu vậy? Cha Bảo, đã nói gì? Nói gì để trả lời cho. Ok, bây giờ mình sẽ chạy sừng ha. Cái này chỉ bát phiêu thì mình chỉ vũa vậy thôi ha. Khi nào nó làm bộ mới thì mình mới tháo ra hết nha anh chị nha. Đó. Anh chỉ mê có vợ anh thôi. Thì bởi vậy cũng mê gái vậy. Vợ anh phải gái không? Đó. Mê vợ anh là gái là mê gái rồi. Mà mê nhiều hay ít thôi. Đó. Em thì mê hết. Em thì mê hết. Từ 18 tới 25 là em mê hết. Đẹp trai không bằng bà Bảo. Chích cha là thiệt á. Hèn chi bà khai thì bà vô. Hèn chi ông cho anh thiệt. Ác thiệt ta ơi. Thánh phá bột rồi cho nó. Căng quá. Gái tình thảo sẽ không thích điều này. Đừng có tác bậy bạ vô nha anh cho anh nha. Nha. Mình làm chuyện lớn không? Không thể nào mà để chuyện nhỏ nó xảy ra được. Thánh phá bột, em phá vậy mà thánh gì chị? Đó. Xẹt bào nó ra đó, bào nó ra. Đấy. Bảo thích con này không Bảo? My model nè. Ăn vô cục cức đi chỗ khác chơi. Giờ mình sẽ vũa hết mấy cái clip nhỏ nhỏ này đi ha. Đây mình sẽ clean cái clean bột những cái clip này á, mấy cái clip nữa mình bào ra hết luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi bột thôi. Mình xong ha. Bây giờ mình sẽ phủi nè. Đó, mình sẽ phủi xuống ha.
Katie ơi, anh cho anh hồi nãy anh cứ kêu cái câu gì hay lắm chị. Ok, đây mình sẽ chỉ ha. Cái ngón này á thì thực sự nãy mình tính thích cái app ra luôn, nhưng mà bây giờ nghĩ đi nghĩ lại này, mình build bột luôn ha, mình sẽ build hai bên hông ra luôn ha. Đây mình sẽ chỉ cho mấy bạn build hai bên hông ra luôn ha. Và những cái này thì nó lẹm vô nè, chị em thấy không? Thì bát fill thì mình làm biến thích cái app quá thì mình giữa luôn ha, mình build ra luôn khỏi cần ấy. Ai giấu kỹ quá, ai giấu kỹ dễ gì biết được. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ farmer ha, bỏ farmer lên nè. Ai giấu kỹ ai, trời ơi dễ gì biết được, đâu muốn phá hạnh phúc gia đình người khác mà phá được đâu bảo, trời ơi. Mình có ba Thảo lần nha, Thảo Nguyễn, Thảo Trần và Thu Thảo nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm bột ha. Anh chị em nhìn kỹ cho em là cách em đắp bột nha, và cái bột của Not Polish nha. Tai nghe không bằng mắt thấy nha anh chị nha. Đây, màu này rất là đẹp. Ui cha ơi, màu của Not Polish, màu mới nha, 167. Như chỉ có mình em có hả? Anh cho anh để biết em quảng cáo chứ không gì. Mình thấy để vậy đắp một acrylic lên bỏ gel là xong. Không, cái này thì em không cần bỏ bột màu thôi ha. Em chỉ bỏ bột màu và sơn top coat gel thôi ha. Đây cái màu này ha. Bắt đầu là mình sẽ đắp, mình sẽ bỏ lên nè. Đó. Mình sẽ đẩy nhẹ lên nè, anh chị em xem nè ha. Sẽ đẩy từ từ lên. Cái Not Polish này thì nó không có làm, không có nhanh khô nha anh chị nha. Đó, rất là dẻo ha. Đó. Nó như vậy nè. Đó, mình sẽ chuối tay xuống nhẹ nhẹ cho nó chảy xuống ha. Đó. Đây, anh chị em thấy không? Nhất là cái cuticle nha. Anh chị nhớ cho em là nhất là cái cuticle. Xong mình tém hai bên hông lên thì nó có cái độ u ở giữa nè, anh chị em thấy không? Cái độ u ở giữa nè. Đó, hai bên khóe thì nó làm cho hai bên khóe nó mỏng ha. Thì cái bột nó nhìn nó mới natural được nha anh chị nha. Đó, hello anh Trí. Đó, bây giờ mình sẽ vuốt cuticle ha, nhẹ nhẹ xuống. Để xéo hai cái cọ nè. Đó, vừa vuốt vừa tém ha. Đó, anh chị sẽ thấy nè, đó em vuốt nè. Vuốt xuống nhẹ nhàng thôi ha. Đây. Đó. Nó làm hơi nhọn một chút nha. Nên bây giờ mình sẽ vuốt xuống. Đó. Chị em thấy không? Thì mình quét hai bên hông nè cho nó đỡ tràn ra hai khóe ha. Đó. Em sẽ đắp từ từ cho mấy anh chị xem ha. Và những có câu hỏi nào thì cứ việc hỏi em nha. Đó, về nail và về gái ở lộn, về nail và về phụ nữ thôi nha. Đó, em sẽ quét ha. Thì xong như thế này. Đó, anh chị em thấy không? Xong rồi tí mình sẽ vũ sếp ha. Tiếp tục. Hello Quỳnh Anh. Em xài liquid gì á? Em xài liquid CND nha chị. Quan trọng là cái bột nha. Quan trọng là cái bột nữa nha. Chứ không phải là liquid nào nó cũng có thể đắp được ha. Bây giờ mình xem. Đợi một chút thôi. Bột dẻo quá nè. Trời ơi, phải dẻo thôi. Cái người nào mà pha bột này dẻo dữ lắm mới làm đã được như vậy nè. Đó, giờ mình sẽ đắp ha. Đó, chị em thấy không? Bỏ lên ha, mình nhích nhẹ nè. Đây mình nhích lên nè. Đó. Anh chị em thấy rõ nói em nha, để em biết em làm từ từ hoặc là em chỉnh cái tay nó theo anh chị coi ha. Đó. Chị em thấy không?
phút quảng cáo, 5 phút quảng cáo hả? Đó, bây giờ em sẽ nhích nhẹ lên nè. Đó, anh chị em nhớ tém hai bên hông cho ở giữa nó hơi có độ u ha. Đó, thì nó mới natural được cái móng, cái form móng nó mới ra đẹp được ha. Đây anh chị em thấy không? Đó, thì hai bên hông thì không có thiếu bột đâu ha. Đây anh chị em thấy không? Nên mình nên là nhớ là tém hai bên hông này vô nè, đó, cho có độ u. Đó, nếu mà ở giữa này nè, đây nó bị hụp á, anh chị em nè, nhìn nè em nè, đẩy cái bột lên nè, anh chị em thấy không? Đó, đẩy cái bột lên nè. Đó. Xong rồi em tém tiếp và em lấy nước em quét nè, em quét critical ra nè. Đó. Quét xuống nè, quét xuống nè. Anh chị em thấy cái bột không? Sẽ có rất là nhiều thời gian cho anh chị control bột. Tin em đi. Đó, tai nghe không bằng mắt thấy nha. Đó, tin em đi. Rồi anh chị em thấy không? Xí mình sẽ vỗ xếp lại ha. Đó. Bột ở Việt Nam như này khô lâu rồi. Đúng rồi. Thì tùy à, tại vì em thấy nhiều lúc bên đây nó nóng dữ lắm. Nó cũng nóng dữ lắm nhưng mà sao em thấy nó không có khô. Oh thank you Thảo Sương. Đó thì em giữ một chút ha, em sẽ bỏ lên nè. Anh chị em á, nhớ cho em là nếu mà cái bột nào mà nó chảy á, anh chị em giữ lâu vậy nè ha. Anh chị em kéo ra thì nó sẽ đứng. Nó đứng im luôn. Đó. Thì cái quan trọng cái cách anh chị control bột thôi. Tại vì em cũng thấy có vài người ở Việt Nam á live stream đó, thì em thấy cái bột nó cũng dẻo lắm. Nhiều lúc em không có biết là nó có khô nhanh hay là vì cái người làm ha. Em thấy cũng có nhiều người á bỏ cục bột lên cũng đứng im dẻo. Làm sao có nhiều người thì nói là bột nhanh khô thì em chưa hiểu lắm. Đó. Ồ. Thì cái đó em chưa hiểu lắm. Tại vì hồi xưa em cũng đắp bột khô. Nếu mà khô nhanh quá đó thì anh chị vừa bỏ lên anh chị vuốt liền. Đúng không? Đó, bây giờ em sẽ quét xuống nè. Tém vô và quét xuống nè. Đó. Cái shape á, xí mình có thể dũa được ha. Nhưng mà cái critical á, thì khó lắm. Nha. Đó. Ôi mèn ơi, cái bột gì dẻo rứa. Chị thấy, anh thấy không? Chị được gọi rất là đẹp ha. Không kéo được nửa móng thì khô. Trời ơi yêu. Trời ơi yêu. Người yêu của tôi lên rồi. Bột ở Việt Nam nhanh khô lắm anh ơi. Thì chắc cũng sẽ có một cái mà khéo quá. Thank you Bảo Yên nha. Cảm ơn nha. Cứ có cái gì thì cứ inbox cho em nha. Có cái gì thắc mắc cứ inbox cho em ha. Em sẽ giải thích cho. Còn cái bột nhanh khô thì có thể inbox cho em có thể là giải thích dùm cho anh chị luôn ha. Bây giờ em sẽ chưa về nữa. Bánh bao nguội hết rồi. Ôi trời ơi. Thiệt á, tiếc quá. Để anh làm xong anh về liền nha. Làm xong chạy về liền. Không chờ đợi được. Đó anh chị em thấy không? Đây, mình để ở đây ha. Từ từ mình mới quét lên trí. Để bánh bao nguội uổng lắm. Nhớ tí hâm lại cho anh nha. Đây nha. Đó, bây giờ mình sẽ quét ha. Nhìn hai bên khóe nè anh chị em thấy không? Hai bên khóe không thiếu ha. Nhưng mà nó có cái độ u ở cái giữa móng. Đây. Chị em thấy không? Cái độ khơ ở giữa móng nè. Nó u qua vậy nè. Thì mình quét hai bên hông ha. Bột lem thì mình quét nhẹ thôi. Nhớ anh chị nhớ là nó dẹp như thế này nè, đó nó dẹp như thế này mình mới dễ quét hai bên hông được ha, và nó mới sạch được. Nhớ mà công giữ ông nội này phá hoài, đi chỗ khác chơi đi, phá nó hoài. Ok trời ơi thương quá thương anh. Đó mình sẽ tém vô nhẹ nhẹ ha. Đó mình sẽ vuốt ra đầu móng đây. Mình sẽ vuốt qua đầu móng. Chị em thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ vuốt nè. Mình sẽ để cái cọ và mình vuốt xuống ha. Cho nó đều nè. Đó. Chị em thấy không?
cái form móng nó rất là đẹp ha. Còn cái shape này thì tí mình rửa sau. Thế màu này em thích lắm đó. Trời ơi nè, sướng thế. Thích thì qua đây anh đắp cho nha. Đắp từ A tới Z luôn, từ móng chân, móng tay, tóc tai gì đắp hết. Chỗ nào thiếu là anh bù. Chỗ nào thiếu anh bù nha. Đó, mình sẽ tém nhẹ ha. Đây. Bởi vậy mình rất là thích cái bột chảy ha. Nhiều lúc cái bột khô đó, thì ở bên đây nó cũng có cái bột khô, nhưng mà em thích làm bột chảy tại vì có cái thời gian control, với lại không có làm mệt mỏi vì dũa shape đó thì nó quá mệt đi. Mình bỏ thời gian ra đắp khô đó, mình không control được, tí mình dũa máy và dũa shape rất là lâu, nên là mình có cái thời gian bột này thì mình có cái thời gian mình control đó. Mỗi cái thì nó có khuyết điểm và ưu điểm ha. Hứa luôn. Đó mới nói đó. Đó, bây giờ mình sẽ quét nhẹ nè, đó. Mình sẽ quét nhẹ nè, đó, xuống ha. Quét xuống và mình tém vào cái đầu móng nè. Chị em thấy không? Mình tém vô ha. Đó, cái này thì rất là đơn giản. Có một màu thôi ha. Đây anh chị em thấy không? Trời luôn. Có là hốt luôn nha Phương Anh. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Nếu mà anh chị cảm thấy á, mà nó, đây em sẽ lấy cái hũ bột ra cho anh chị xem ha. Ok, bây giờ em sẽ để đây. Em sẽ lấy bột cho anh chị xem ha. Thì nếu mà anh chị thấy, cảm thấy mà cái bột nào mà chảy đó, anh chị lấy bột, anh chị để vậy một chút cũng được không, hoặc là nhúng vô giấy cũng được. Đó, nhúng vô giấy anh chị đắp lên, bỏ lên ha. Đây, bỏ lên và đắp từ từ lên nè. Đó, mình sẽ nhích nhẹ nè, mình đẩy ngay cỡ chừng 80 cái bột mình để lên á, mình đẩy cái chừng 80, đây mình đẩy chỗ này nè ha, cái chừng 80 đó, thì cái bột nó sẽ tự lem lên tới critical nè. Xong mình sẽ đập tém nhẹ ra, từ từ ra cái móng nè, anh chị em thấy không? Đây, chị em thấy không? Đó, mình sẽ tém hai bên hông nhẹ vô ha. Bột rất là lâu khô. Trời, Phương Anh thương quá. Khi nào qua đây? Quốc cho bộ móng tuyệt vời ở mặt trời đi party rồi chứ. Mình sẽ vuốt nhẹ ra đây, mình vuốt ra nè. Cái này em chỉ hướng dẫn dễ dàng, đắp bột dễ dàng thôi ha, không có design gì hết. Hôm nay không có design gì hết đó. Bên này hả? Ok luôn Phương Anh. Ủa mấy giờ rồi em? Mấy giờ rồi? Hình như 7 giờ rồi đó. Đó. Bây giờ mình lấy giữ cục bột một chút ha. Để lau một chút nè. Mình sẽ apply lên cái critical ha. Gần sát critical thôi. Đây. Cỡ này anh chị em sẽ thấy ha. Đó, cỡ này thôi. Mình sẽ lấy cái liquid ít thôi ha. Mình sẽ đẩy lên nè. Anh chị em sẽ đẩy lên. Đây. Mình sẽ đẩy nhẹ lên. Đó. Anh chị em thấy không? Đó. Đẩy lên critical nè. Xong mình sẽ đè cái bột xuống đó, cho nó bám với cái móng nè. Đó. Mình sẽ đè xuống, nhưng mà mỏng ở cái mũi thôi nha. Anh chị em đẩy mỏng cái mũi thôi ha.
Tại vì xí anh chị em vuốt từ cuticle xuống á, thì nó sẽ xuống tới cái móng, với cái đầu móng thì nó sẽ dày hơn một chút nha. Đó, bây giờ em sẽ vuốt nè, sẽ làm từ từ cho anh chị em xem nè. Đó, em sẽ vuốt nè, thấy không? Nhưng mà em vuốt anh chị em thấy không, nó hửm chỗ nào? Đó, nó hửm ngay chỗ này nè. Thì em dùng cái chỗ hửm đó em vuốt thôi ha. Đây em vuốt nè. Đó, vuốt nhẹ xuống nè. Đó, em sẽ tém bột vô nè. Đó, anh chị thấy không? Màu rất là đẹp ha. Hai Huy. Trời ơi, muốn được đắp giống như anh kia. Đẹp quá nè, thank you nha. Thì từ từ cũng được thôi. Tại vì lúc đầu mới thì ai cũng hơi khó khăn, hơi mess up, hay là những cái mới đó thì thường thường đó thì ai cũng khó khăn hết ha. Nhưng mà từ từ ráng. Hello anh Tuấn, khỏe không anh? Lâu quá không gặp. Ok, bây giờ mình không cần đợi nữa, mình sẽ đắp lên luôn ha. Thì nếu mà bột mà chảy đó, nếu mà bột mà lau khô rồi đó, mình sẽ khỏi cần lấy nước nữa. Tại vì thường thường em phải lấy, lúc mà em vừa bỏ lên em sẽ lấy thêm một lần nước để em nuôi bột. Nhưng mà cái này thì nó lau khô mà nó dẻo nên nó không cần thiết, mình sẽ nhúng nước ha. Mình sẽ dùng cái này và mình tém hai bên hông nè. Đó, tém vô. Chị em thấy không? Mình sẽ đẩy lên cho nó đầy ở ngay chỗ này ha. Và ngay chỗ đó thì nó cũng khó gãy nữa anh chị em ha. Bắt đầu mình sẽ đè cuticle nè. This right here. Mình sẽ vuốt nhẹ xuống nè. Đó. Vuốt từ từ xuống ha. Anh chị em thấy bộ ít thì share giúp em nha. Đó. Anh chị em vuốt nhẹ xuống nè. Anh chị em thấy bộ ít thì like, share cho em nha, cho mọi người biết. Ok. Đó. Không dưỡng hết bột vũ ha. Dạ không, cô Út nhỏ ơi. Tại vì cái này là mình nó bát siêu thôi ha. Nó bát siêu thì mình không có cần thiết là phải bào hết. Thì cái này hồi nãy em nói nè, em tính take off cái ngón này ra, nhưng mà bây giờ thì không cần thiết nữa. Em sẽ build hai cái bên hông này ra ha. Em build hai cái bên hông này ra thì nó làm bát siêu, thì mình không cần thiết mình phải tháo hết. Oh, thank you anh Chí. Thank you anh. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Nếu mà anh chị muốn build á, anh chị nhớ là để bột khô một chút ha. Ok, em sẽ thấm nước vô giấy nè. Sẽ bỏ lên. Đây, lúc mà em bỏ lên á, nếu mà cái bột nhanh khô hơn chút á, thì em sẽ lấy nước khác. Mà bây giờ cái bột này thì nó rất là lâu khô và nó dẻo. Giờ em không cần lấy nước nữa. Tại vì thường thường em lấy cái nước đó để em nuôi cái bột, không? Em nuôi cái bột cho nó không có bị khô nhanh và đó, nó không có bị khô nhanh. Đó, bây giờ em sẽ tán ra hai bên hông nè. Chị em thấy không? Hồi nãy nó rất là móp ha. Nãy nó móp hai bên hông nè. Đó, bây giờ nó khô. Thì em tém nó ra hai bên hông như thế này. Anh chị em thấy không? Đó, em sẽ tém hai bên hông vô một chút nè. Sẽ đẩy ra. Đó, như thế này thì bây giờ cái bột nó hơi ráo rồi, anh chị em thấy hơi mát rồi đó. Thì anh chị sẽ kéo nè, đây anh chị sẽ kéo nè. Đó, em sẽ build hai bên hông nó ra đầy luôn và không có vấn đề gì hết ha, không cần sơn móng dán móng gì hết. Đó, anh chị em sẽ thấy nè, đây thấy nó đầy không? Đó, mình vuốt tiếp ha, mình vuốt nhẹ xuống nè. Đó. Đó, chị em thấy nè. Đó. Đó, em chị thấy nè, thấy không? Nó không có vấn đề gì hết. Nó rất là đầy móng ha. À, mình sẽ nhỉnh lên một chút và mình quét lại nhẹ để mình sửa. Để nó tém hai bên hông này vô cho nó đều nè. Đó. Chị em thấy không? Thì giống như nhìn thì giống như không có bị lỗi gì hết. Đấy. Nếu như mình muốn bột đừng chảy thì mình có thể pha bột gel thường là đắp bột. Không, nếu như mà bột chảy đó mà tâm mình là chị ở đâu? Chị ở Mỹ phải không? Mà
bây giờ em sẽ lấy bột ha, nhỏ thôi ha, chỉ cần vừa đủ thôi, đừng có quá nhiều ha. Giờ em sẽ bỏ lên nè, đó, thì em dùng cái cọ này luôn, em sẽ đẩy nó lên, em sẽ đập nè, chị em thấy không, đập thì nó nằm xuống nè, đó, thì em sẽ đẩy lên nè, chị em thấy nè, em từ từ nè, em đẩy lên nè, đó, anh chị em đẩy vậy đó, thì cái cuticle nó sẽ không có dày, anh chị em thấy không, đây nó sẽ không dày, đó, và nó cũng sẽ không mỏng, vừa đủ thôi. Đó, hồi nãy thì cái ngón này đó, nó bị hụp ở bên hông đây ha. Giờ em sẽ peel cho nó đầy luôn. Thì cái cuticle không có dày mà cũng không mỏng. Thì bắt đầu bây giờ em sẽ vuốt nè. Đây em sẽ vuốt nè. Em lấy nước bột và em sẽ vuốt nè. Chị em sẽ thấy là nó sẽ rất là mỏng. Đó, mình sẽ tém hai bên hông vô nè. Mình sẽ vuốt. Vuốt vô giữa nè. Đó. Chị em thấy không? Đây gần vô ha, mình tém vô nè. Tém vô nè. Anh chị em thấy bổ ích thì cứ share giùm em nha ha. Đó. Chị em thấy không? Rất là đầy ha. Nó không còn bị móp ở bên hông nữa. Nếu mà anh chị xem hồi nãy tới giờ thì anh chị sẽ thấy ha. Đó, như thế này là xong. Thì mình bắt đầu mình vỗ xếp ha. Ok. Cái cách đắp bột của em rất là từ từ, rất là chậm. Nếu như mà bột mà anh chị mà nó nhanh khô đó, nếu mà anh chị mua cái hãng nào mà nó nhanh khô á, anh chị có thể mua bột clear, mà nếu mà anh chị mua loại tốt đó thì nó không có khô nhanh, nó rất là chảy. Anh chị có thể pha chứ loại bột của anh chị đang dùng mà cái bột nào mà khô đó. Hello Linh Phạm. Thì anh chị có thể pha vô cái bột mà khô mà anh chị đang dùng đó thì nó sẽ không có khô nhanh nữa. Cái bột mà clear của CND á, anh chị cứ mua thử đi. Nếu mà cái bột mà anh chị mua cái hãng nào mà nó hay bị, nó rất là nhanh khô đó, anh chị mua cái bột clear của CND nha. Nhớ cho em, bột clear của CND thì cái loại tốt đó nha. Anh chị em pha một chút xí, pha rồi anh chị sẽ đắp thử. Trước khi đắp thử thì anh chị sẽ thấy nếu mà vừa rồi thì thôi, còn nếu mà chưa vừa thì anh chị bỏ thêm một chút nữa. Đó, nó là như vậy thôi ha. Đây bây giờ em sẽ vỗ xếp ha. Hello Emily, come Friday for this color. Ok, this color 167. Ok, it's a new color, not polished. Ok, bây giờ em sẽ vỗ tiếp ha. Giữa cái móng này hơi ôm và nhọn ha. Hơi nhọn thôi chứ không phải là nhọn lắm nha. Tại vì cái mùa này là mùa Halloween mà không biết cái màu này là màu gì luôn nè. Cái ai biết màu này là màu mùa gì không? Ok, mình sẽ quay cái tay nó lên như thế này và mình xem nó có đều chưa. Đây anh chị sẽ thấy nó đều rồi ha. Thì thôi. Đó. Anh chị nhớ cho em nè, giũa hai bên khóe này, anh chị giũa nhẹ nhẹ hai bên khóe này nè, đó, giũa cho nó ôm sát vô. Nếu mà anh chị thấy hai bên này đó là nó đều rồi đó, là anh chị giũa cái đầu móng này rất là dễ nha. Vậy nước nhiều mà sao không kéo bột vẫn bị nhanh khô anh ơi? Chỉ vậy thôi. Em lấy nước nhiều mà. Không phải nước nhiều là tốt đâu, nhưng mà quan trọng là lúc mà chị nuôi bột đó, nó gọi là nuôi bột đó. Chị lấy nước nhưng mà chị nuôi bột giống như chị lấy một đống nước vậy đấy. Chị chậm nó vô nó chảy tìm lem, hoặc là chị lấy nước chị quét thì nó tìm lem. Còn nếu mà lúc mà bột nó khô rồi đó, nó gần khô rồi đó, chị lấy nước bao nhiêu cũng vậy thôi à. Nó gần khô rồi chị lấy nước bao nhiêu nó cũng khô thôi. Quan trọng là cái cách chị nuôi bột hay không thôi á. Giờ mình thấy hai bên hông nó đều rồi ha. Mình sẽ vũ vô nè. Vũ này sao nó ấy vô ta. Nó lục quá. Quay tay
quan trọng cái cách chị nuôi bột đó nha. Đó, cái cách chị nuôi bột là cái cách đó, là cái cách mà tiện ích nhất ha. Chứ còn chị lấy bao nhiêu nước, ví dụ như cái bột mà nó chớm khô rồi đó, chị lấy bao nhiêu nước nó cũng không bám xuống dưới. Tại vì chị biết không, cái mặt móng thiệt đó, thì cái mặt móng của, ví dụ như mặt móng của em á, thì nó có độ nóng, chị hiểu không? Thì lúc mà anh chị bỏ lên á, thì nó nằm ở dưới nó khô mất rồi đó. Thì ở trên mặt á, thì nó còn chưa khô, thì anh chị chỉ lấy nước nhiều, anh chị chỉ nuôi trên mặt thôi, còn ở dưới nó khô mất rồi, đúng không? Thì lúc đó anh chị kéo hết được rồi đó. Còn câu hỏi nào cứ hỏi em ha, em sẽ trả lời những gì mà trong khả năng của em biết ha. Này, anh chị thấy bổ ích thì cứ share cho em nha. Nếu mà anh chị nào mà làm bột chưa cứng, nó có thể là dùng thử nó Thoughtless bên em nha. Đó, sẽ dùng thử thôi. Nếu mà good thì anh chị mua tiếp, còn không good thì thôi, thì mình thử thôi. Nhiều lúc tiệm nail thì nhiều màu thì càng tốt. Nhiều màu thì có nhiều khách cho nó lựa. Chứ cứ cũng lay quay cũng nhiêu đó màu thì khách nó cũng chán ha. Tại vì cái này là làm đẹp ha. Thì càng nhiều màu thì càng tốt cho tiệm. Nó thế thôi. Giống như anh chị mua gút đi, anh chị cũng đi lựa màu, lựa sơn, sơn môi, sơn son gì đó tùm lum đó, anh chị phải lựa nhiều màu thì nó giống như khách này thôi. Quay lên. Vậy khi nào lấy nước thì hợp lý. Nói chung em phải biết nhìn anh những cái cách anh đắp như thế nào, giống như là ví dụ như em cảm thấy mà em đắp lên, mà em đắp một ngón đi, ví dụ như em đang đắp một ngón đi, thì em thấy cái bột này nó nhanh khô quá, thì anh chị lúc mà anh chị vừa đắp lên vừa bỏ lên, anh chị lấy nước liền, thì trong một giây đó anh chị lấy nước liền, thì có thể là anh chị đang nuôi bột được. Còn nếu mà anh chị mà vừa đắp lên, anh chị chậm rồi tém, mà trong khi đó cây cỏ của anh chị không có nước, thì nó sẽ không có nuôi bột được ha. Lúc mà anh chị bỏ lên, nó ví dụ như em lấy cái bột đi, ví dụ như em lấy cái bột em bỏ lên, xong em kéo ra, xong em chùi cái cọ liền và em lấy nước liền, em chậm, thì em lấy cái bột, ví dụ như em lấy nước liền em chậm đó, thì cái cọ em á, nó mới lấy nước á, thì nó có nước rồi, nó nuôi bột từ từ, thì em lúc mà em chậm, anh chị em thấy không, em chậm vậy nè, thì cái cọ em nãy giờ em để nãy giờ đó, nhưng mà nó vẫn còn ướt mà, anh chị em thấy không? Lúc mà chậm á, anh chị chậm cái đó là anh chị đang nuôi bột nữa đó ha. Tùy thôi, nói chung là mỗi người có một ý ha, em không có dám nói ai hết, nhưng mà những anh chị nào chưa biết thì em có thể là em trả lời cho mấy anh chị. Còn những anh chị nào mà biết rồi đó mà vô là hỏi khéo khéo hay là hỏi chơi hỏi chọc đó, thì cho em xin lỗi nha. Đó, chị sẽ giữa không cắt một đẹp quá. Dạ, thank you Nguyễn Bao Nguyễn, Nguyễn Bao Vũ Nguyễn nha. Đó, thì em sẽ coi lại và nó đều rồi ha. Đây, anh chị em thấy nó đều rồi thì thôi, không cần giữa nữa. Ok, giờ em sẽ tiếp tục. Thì có mấy anh chị đó bữa cũng có nhắn tin cho em và cũng có nói là họ cũng có hỏi vài câu giống như là em đắp bột đẹp quá, vô hỏi khéo không, xong rồi cái hỏi những cái câu hóc búa mà cho em trả lời, thì em biết là những anh chị đã biết làm rồi, nhưng mà chỉ hỏi để chọc chơi thôi. Ví dụ như mà em có trả lời mà sai cái gì đó thì không biết chuyện gì xảy ra ha, nên là mong anh chị đừng có đừng có phá em. Cái này em chỉ hướng dẫn cho những anh chị nào mà còn yếu, hoặc là mới biết làm bột, hoặc là chưa biết làm. Mình vô phá em vậy thì thôi, em chịu. Đó, anh chị sẽ dỗ sếp ha. Đây,
tục ha. Giữa xếp anh chị nhớ nè, anh chị thấy không? Hai bên hông của em nè, nó thẳng ra nè, anh chị em thấy không? Đó, hai bên hông của em thì giờ bây giờ nó thẳng, bên này hơi bầu ra chút nè. Giữa nhẹ vô nè. Vậy nè thấy không? Thì nó thẳng rồi ha. Giờ mình chỉ giữa cái đầu này và đầu này vô thôi nè. Đây. Đó, em sẽ giữa đều tay ha. Đấy, em sẽ giữa đều tay. Thì nó rất là dễ thẳng. Này. Vậy em thấy không? Thì cái đầu nó hơi tém một chút thì mình giữa cái đầu ha. Em vừa mới bắt đầu học, sáng nào cũng xem hai của anh thêm kiều kẹo đắng. Sao không thấy nói năng gì hết. phải nói thì để anh biết, anh chú ý. Nói chung trai thì không cần thiết đâu, nhưng mà con gái là phải cần thiết đó nha. Con trai không cần hello hay gì đâu, bạn gái phải cần thiết đó. Nè anh chị em thấy không, thì cái móng này hồi nãy á, là nó bị móp hai bên hông, anh chị thấy không? Mà giờ hết rồi, cái bill bột của em đó, em bill ra đó thì không cần mà gỡ móng ra mà làm lại cái móng mới không? Đó, anh chị em thấy rồi ha. Tiếp tục như thế này tới ngón này ha. Đây thì em sẽ giũa hai bên hông cho nó thẳng nè, đều nè. Đó, anh chị nhìn nè, hai bên khóe của em không có bị lúng ha. Có người gọi, sorry đây mọi người nha. Hello, welcome to gym. Thank you. Hôm nào anh làm cho bộ ôm đây được không anh? Dạ được, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng được nha chị. Hoặc là chị cứ lên kho livestream với em thôi. Thì đây, cái móng này hồi nãy là em bị móp ở bên hông ha. Nhưng mà giờ anh chị em thấy không? Thẳng rồi ha. Thì cái này hơi ôm nè, anh chị thấy đúng không? Cái này hơi ôm nè. Giờ mình sẽ giũa ở bên hông đây, tém vô một chút và bên đây bầu ra nè. Đó, cho bên kia bầu ra ha, bên đây tém vô. Đó, anh chị sẽ thấy nó đều ha. Oh, I speak English not good. Sorry. This one here. Huh? What? A little bit pointy? It's not as pointy as the other ones. Let me see. Not quite. That, yeah. Right there, right there. Wow. Okay. What would you do without me? My English not good. Yeah, it is. Good? You feel like talking? Mm-mm. Yeah. You have me talk English? English is fine. Okay. Okay, bây giờ mình sẽ giũa cái cây này ha. Cái cây này cũng quan trọng nha. Nếu mà anh chị mà giũa cái cây này. Yes. I'm so bad at English. I think it's thickness is the better. Màu của bạn khi xong màu có đều không? Dạ đều chứ, nhất là những màu đậm. Dạ đều chứ. Đây, không có màu nào bị marble nha. Bất cứ màu nào cũng không bị marble nha. Not marble. Okay. Không có bị marble. Cái màu của tụi em á, là tụi em đã dùng thử rồi, tụi em mới bán ra ha. Nên anh chị em cứ yên tâm. Đây, anh chị em sẽ nhìn ha. Typical và móng rất là đẹp. Sẽ giữa bên hông đây cho mịn xuống nè. Đây. Đó, anh chị thấy khi đi cổ không? Đó, và cái form móng rất là đẹp ha. Đó. Do you take me? You take me on a method. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nè. Mình sẽ chạy ha. Cái giũa này anh chị em nhớ nha, mình đắp bột gọn như thế này rồi thì không phải cần đè nữa nha. Chỉ phớt nhẹ cho nó mịn thôi. Thế
Đó. Quan trọng vào cái cuticle và độ mịn của móng ha. Đó. Chị thấy không? Đây. Rất là đẹp ha. Thank you. Đây, màu của em là vừa deep vừa dark ha. Chị, vừa deep vừa dark. Nó sẽ không bị marble bất cứ màu nào ha. Bị thì cứ việc trả lại trong tay em nha. Thank you chị. Còn em đắp rất là dẻo và mịn ha. Rất dễ cho những anh chị nào mà sợ bột khô nha. Em nhấn mạnh điều đó, đó. Anh chị sẽ thấy ha. Đây. Hi. Hello. Đó. Sẽ dũa physical nè. Anh chị nhớ cho em nè, cái cuticle á, anh chị đừng có đè quá mà cũng đừng có chúi quá ha. Anh chị em thấy em vũ cuticle không có khi nào mà em chúi như thế này hết. Đó, em chúi như thế, nhiều người thì tùy tay quen thôi ha. Nhưng mà em vũ cuticle em toàn để nằm vậy thôi. Em chỉ phớt nhẹ thôi, những cái nào mà nó bị lòi lõm lên hoặc là những cái bột dính da đó, mình phớt nhẹ thôi, nó cũng đi rồi. Tại vì những cái bám da đó thì nó rất là mỏng, nhưng mà nếu mà anh chị mình chạy mà lẹm lên luôn á thì nó rất là dễ chảy máu đó. Giữa sao mà đẹp vậy đây. Thì giữa thế này thôi, thì giờ mình giữa ví dụ như bây giờ đi em, cái giữa như em như thế này đi ha, thì em sẽ không có chuối và dĩnh giữa gì hết, em chỉ để đơn giản bình thường như thế này đó. Em chỉ phớt, anh chị em thấy không, em chỉ phớt nè. Đó, giống như nhẹ nhàng vậy nè, đó. Khi mà đụng lên da khách á, nó cũng không có đau đâu. Đó, giờ em chỉ phớt nè, em chỉ không ấy luôn đó, em chỉ phớt nhẹ thôi. Đó, em chỉ phớt nhẹ thôi, anh chị em thấy không? Cái phớt đó đó, đụng vô tay khách á, thì cái giũa, cái đầu giũa của mình thì hơi lục. Nhưng mà hơi lục thôi nha. Nhưng mà anh chị em nhớ, giũa lục á, thì nó mịn hơn là giũa bén nha anh chị nha. Mình không coi từ lúc đầu nên cho hỏi bạn có cần bỏ bột clear ở trên không, thì mình thấy có người đắp bỏ bột clear ở trên thì tùy không, cái này thì em không có đắp bất cứ bột clear nào hết. Tí nữa chị có thể coi lại video của em ha, thì em không có bỏ bất cứ clear nào lên trên đây hết, không có. Em đắp xong là bây giờ em vẫn giũa thôi ha, em không có bỏ một cái clear nào lên đây hết. Thì tùy thôi, nếu mà chị kỹ thì chị bỏ, còn không kỹ thì thôi, không có sao hết. Đây, như thế này thì em giũa. Anh chị em thấy không? Em giũa là không mất bột và cũng không phai màu nha. Hiệu Nail Polish của em chỉ mới ra được 60 màu chuẩn nhất, vừa deep vừa dark. Nên chị cứ yên tâm những cái sản phẩm này. Tập giũa vậy mà chưa được em ơi. Cứ từ từ đi anh Đức, cứ từ từ đi. Em nói là lúc đầu, cái mới đầu làm á, nếu mà anh giũa rồi đó, anh làm bột rồi á, thì anh sẽ khó khăn hơn và lâu hơn. Tại vì anh đã quen cái giũa cũ rồi á, thì cái đầu anh lúc nào, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới cái giũa cũ. Giống như giờ anh giũa cái giũa này không được đi, giờ anh chạy như thế này không được đi, cái anh sẽ quay lại cái cũ anh làm đó, thì anh sẽ tốn cái thời gian nó hơn. Nhưng mà nếu mà anh bỏ cái cũ luôn, bỏ ngoài tai hết luôn, và anh tập lại từ lúc đầu đó, thì em nghĩ là khoảng một tuần nữa anh sẽ giũa được giống em. Và tới lúc đó đó, anh biết như thế nào nữa không? Tới lúc đó mà anh thấy giống như là lúc đó mà anh thấy mà giũa không có đẹp bằng của anh đó, hoặc là anh có những cái giũa cũ của anh á, có những cái nào hay đó, thì anh đắp vô cái giũa của em. Ví dụ như em chạy dưới đây không đẹp đi, thì anh đổi cái của anh lại ha. Còn như mà chạy cuticle như thế này với em đẹp đi, thì anh lấy chạy cuticle thôi, anh bỏ cái chạy cuticle của anh đó, anh bỏ cái step mà chạy cuticle của anh đi, thì anh bỏ cái chạy cuticle của em vô, là giống như thay thế đó, bù đắp cho nó hoàn hảo đó. Tại vì anh mới đó, anh lúc nào mà mới đổi cái quay mà làm đó, thì tất nhiên nó sẽ khó khăn, nhưng mà từ từ nó sẽ quen ha.
anh chị nhớ cho em vậy đó. Khi mà anh chị làm bột rồi đó, mà anh chị muốn học cái cách đắp bột của em á, thì đừng có nghĩ tới cái đắp bột cũ nữa. Khi nào mà anh chị đắp bột mà được rồi, giống em rồi đó, thì anh chị sẽ nghĩ cái diện khác nữa, là có cái nào hay hơn cái nào thì anh chị bù đắp qua bù đắp lại thì nó sẽ hoàn hảo hơn ha. Dạ. Đó, giờ mình sẽ bóp phở ha. Đó, giờ mình sẽ bóp phở nè. Và lúc mà làm cho khách á, mà muốn đổi cái quay, giống như không phải em không phải nói giống em, như giống như làm giống em không, bất cứ người nào cũng vậy, anh chị ai thấy hay đó anh chị học, anh chị cứ tập hoài, bỏ cái ý định của anh luôn đó, là tập hoài, anh chị làm thành thạo rồi thì cái bài cũ của anh á thì nó thuộc rồi không, thì anh học cái mới anh thuộc rồi thì anh bù qua sớt lại, bù đắp thêm thì nó ra nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Đó. Yes, anh nhớ mai làm cho khách giống anh chỉ. Ok, em muốn qua đây anh chỉ nhiệt tình cho em luôn ha. Bột nắp không biết là bột anh chị. Thấy bột nào cũng tốt hết trơn á, có em là tốt với anh này. Đúng rồi, thì cái bóp phờ đó em không có nói gì, tại vì em vũ láng rồi, anh chị em thấy không, em vũ láng rồi, rất là láng rồi, thì cái bóp phờ đó nhiều lúc nó sẽ có những cái, ví dụ như cái liquid quét á, nó sẽ bị bám hai bên hông đây, thì cái bụi đó nó bám vô cái liquid nó sẽ khô, nó làm trắng hết không, thì em lấy cái bóp phờ đó, em dùng cái bóp phờ để em đánh bay những cái màu trắng đó đi, chứ em không có chủ yếu là đánh cái này nữa, thấy không? Đó, là như vậy. Còn nhưng mà anh Vũ mà anh Vũ mà giống như là nó gồ ghề, nó không có được đều, không có được mịn á. Đó, thì anh chị bóp phờ lâu lắm, rất là lâu mà nó cũng không láng được bao nhiêu hết. Đó. Trời ơi thương quá, Duy Ngọc ơi thương quá. Thì anh về liền, sân thấp anh về liền á. Ok, back on the phone this side. Right. Ok, giờ mình sẽ top cup ha. This is top cup and not polished. Very, very shiny. Very, very shiny. Matte. Oh, you like matte? We need to do matte. Okay, yeah. Okay. Oh, ai chơi ác dữ tời. Ok. Right, well, Matt, look good. Or should we do shiny? I don't know. Okay, bây giờ mình sẽ dùng. Okay, shiny. Tiền thẻ, bà cho 15 đồng, bà cho cô ba 10 đồng, con 5 đồng. Thì cô ba dùng 2 thân. Uh-huh. Tiền thẻ. Okay. Shiny hay matte thì bây giờ mình thử ha. Đây, cái màu rất là đẹp nha. Cái này là matte top cup nha anh chị em nha. Sơn thì nó bóng vậy đó. Sơn thì nó bóng vậy, nhưng mà bỏ vô máy á thì nó sẽ matte lại. Ha. Cáo quảng cáo, phút 5 phút quảng cáo bắt đầu. This matte top cup. Giờ không biết nói gì luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái matte thử và một cái shiny thử ha. Bây giờ mình sẽ mình sẽ dùng thử hai cái, có cái nào đẹp nha chị giúp em chọn nha. Ok, you back on the light. Take it out. Oh, on this. Ok. Yeah, sẽ cho anh chị xem ha. Đây. Chị em thấy không? Khi mà hai bên khóe em nè. Đó. Nó sâu xuống nhưng mà nó cong lên. Đạt mà nãy con ghi có đạt không à? Bả có ghi hai cái số 10 với 5 á, nhỏ trên cái giấy á. Ready? Yep, thấy á. Ok, bây giờ anh chị xem cái nào đẹp ha. I think I like shiny better. Matte and shiny.
What do you think? Shiny. Shiny? Okay. Shiny. You kidding me? Ok, bây giờ mình sẽ shiny ha. Giờ mình sẽ sơn tiếp lên luôn. Đó. I'm not making your life that much harder. Chị em, thấy không? Đó, rất là shiny ha. Cái nào cũng đẹp thật sự. Oh, thank you, thank you. Đó. Bây giờ mình sẽ sơn lên. Không, đúng, cái nào cũng đẹp. Nhưng mà khách nó chọn cái nào thì mình theo cái đó thôi ha. Không biết đường đâu mà. Ok, bây giờ mình sẽ sơn tiếp đây. Đó. Ok, this side. Thank you Huy nha. Trời ơi, chọc đẹp phải Huy. Huy làm đẹp quá trời. Ok, giờ mình sẽ bỏ ra light. Và mình put on the light. Yes. Anh chị em thấy không? Cái tay này nó rất là mập ha. Không phải là mập, là nó mập. Nhưng mà cái tay của nó ú á. Cái tay như thon vậy nè. Đó. Cái móng nó hơi nhỏ. Anh chị em thấy không? Hai cái khóe này của em nè. Nó sâu xuống nhưng mà nó có cái độ u lên. Thì nó rất là đẹp ha. Nó nhìn nó rất là natural. Đó. Cái tay thiệt của nó rất là cực. Nhưng mà mình bad feel đó thì mình không có sợ. Đây nó thiệt. Mình tay tự nhiên. Thank you nha. Red top. Như ngọc phá. Cục cưng phá hoài cục cưng. Ok, back on the light. Yes. Bây giờ mình sẽ bỏ oil lên nha. Cái oil này làm cho cái cuticle nó sáng và nó đẹp hơn ha. Nhớ bỏ cuticle. Khi mà anh chị bỏ cái oil này lên rồi đó thì đừng có cho đi rửa tay nữa nha. Đó, bỏ cái oil này lên nè, đừng có cho đi rửa tay nữa, không cần rửa nữa. Xong mình sẽ vuốt cho nó khô ha. Mình sẽ vuốt như thế này. Đó, mình sẽ kéo như thế này và vuốt lên. Đó, anh chị em sẽ thấy ha, đó thì nó rất là khác đây, rất là khác không. Cái cuticle của nó bóng loáng hơn khi mà anh chị em á bỏ cái oil này lên á. Lúc mà đi rửa tay á, cái oil này nó dính vô cái top curve mà shiny á thì đâm ra nó sẽ làm mờ đi ha, nó làm mờ đi. Anh chị em thấy không, đây ngay cái phút này nè, anh chị em thấy không, có cái oil miếng này nè thì nó làm mờ đi. Thì á, lúc mà nó về nhà á, thì em nghĩ lái xe về nhà cả chừng 10-15 phút á, thì cái oil này nó dry rồi ha, nó khô rồi thì nó không có đụng vô cái mat top coat nữa, thì nó đi rửa tay thoải mái, không có vấn đề gì ha. Ừ, thì anh chị em thấy ha. Thank you sóc nhập thở nha. Thank you nha. Ok, put that on one more time. One more time. Mấy em quảng cáo mà hết nước luôn rồi đó. Hết khô, hết nước luôn rồi đó. Chưa được miếng nước nào hết trơn. Chạy đâu mất tiêu thiệt á. Ác dễ sẽ. Ok, anh chị em nhớ nha. Làm mấy cái này đó, cái form móng á quan trọng lắm. Cái form móng của khách rất là quan trọng ha. Thank you anh Đức Vũ. Cảm ơn anh ủng hộ nha. Đây. Hello Taylor. Nhi Ngọc đâu rồi? Kêu đợi về ăn cơm mà đâu mất tiêu vậy. Ok nè. Đó, anh chị em sẽ thấy ha. Quay tay lại. Yes. Anh chị em thấy không? Đây, sẽ quay cho anh chị em thấy ha.
màu rất là đẹp ha. Very, very pretty color.